Xin chào anh em, mình hiện tại công nghệ đây. Ở trên bàn của mình đang là hai chiếc điện thoại. Bên tay trái của mình là chiếc ROG Phone 6 và phía bên tay phải của mình là chiếc Legion i70. Và có một số anh em thì yêu cầu mình là thử test thông báo trên hai chiếc máy này thế nào. Với cái con Red Magic 7S, mặc dù là cái máy xách tay thôi nhưng mà nó thông báo rất là tốt. Không biết là với hai chiếc điện thoại này thì thông báo như thế nào. Anh em cùng bắt đầu video nhé. Đây là mặt trước của hai máy thì chiếc Legion i70 đương nhiên nó sẽ đẹp hơn rồi bởi vì nó viền khá là mỏng. Còn con ROG Phone 6 thì là kiểu đúng gaming phone luôn, cảm dày. Và hai cái con này thì nó cũng lại không có tiếng Việt anh em ạ. Con ROG Phone 6 có phiên bản ROG quốc tế thì không biết là nó có thể cập nhật sang để lấy tiếng Việt hay không. Mình cũng chưa thử mà cũng chưa biết được. Còn con Legion này thì nó sẽ không có phiên bản ROG. Về cấu hình của hai máy thì đều là Snapdragon 8 Plus Gen 1. Và hai con cũng đều có cái diện tích tản nhiệt rất là lớn. Tuy nhiên là con ROG Phone thì nó cũng sẽ có là cái màn hình 165Hz AMOLED. Con Legion i70 thì chỉ có 144Hz. Có cái phiên bản RAM 12 này, RAM 8 này. Về viên pin thì ROG Phone 6 sẽ hơn 6.000 so với 5.100. Tuy nhiên thì hai cái sạc hai máy thì lại cũng xấp xỉ nhau là 68W. Mình đã kết nối cùng một cái wifi rồi nhá. Chúng ta sẽ đến với Zalo, Facebook cũng như là Messenger nhá. Mình sẽ thử với một cái tin nhắn khi mà cả hai cái máy này đều bật màn hình. Rất là nhanh luôn. Mình sẽ tắt cả đa nhiệm đi này. Mình sẽ tắt hết đa nhiệm đi và thử một tin nhắn Messenger nhá. Cùng bấm giờ này, kiểu này. 1, 2, 3. ROG Phone thì vẫn chưa có. Bây giờ thì mình sẽ thử gọi cho cả hai máy nhá. Con Legion i70 làm sao đây, đang mở màn hình gọi cái lại thành như thế này. Còn lần này thì con ROG Phone nó đã có thông báo rồi. Khó hiểu thật sự anh em ạ. Con Legion i70 lại lỗi này anh em ơi. Còn con ROG Phone thì thông báo rất là ngon luôn. Gần như vừa gửi cái là có luôn. 1, 2, 3. Đó, con Legion phải bật lên thì mới có thông báo. Mình làm lại nhá, tắt màn hình đi này. Chiếc ROG Phone này có thông báo rồi, có đèn đây này. Tất cả các thông báo thì đều đã bật bình thường hết rồi. Đó, luôn luôn thông báo đây. Đây, mình đã bật được cái màn hình AOD rồi. Và thử lại với một cái tin nhắn nhé. Legion thì có rồi, ROG Phone thì cũng đã có. Mình thoát đa nhiệm rồi và bây giờ test với cái Facebook nhé. Facebook thì hai con có vẻ là đều không có. Ok, bây giờ thì mình sẽ khởi động lại máy nhá và thử. Thế cả hai máy đã vừa khởi động lên rồi, mình sẽ gọi điện này. Đi dần được. Rồi, con ROG Phone cũng lên rồi. Mình tắt cái X mode đi để xem nó có thông báo tốt không nhá. Hai máy đều báo luôn. Có vẻ như là bật X mode lên thì cái con ROG Phone ấy nó sẽ bị thông báo kém. Mình thử lại nhá. Hai máy đều có. Hai điện thoại thì đã khởi động lên rồi. Mình sẽ nhắn tin Facebook này. Mình sẽ bình luận Facebook. Hai máy đều có thông báo luôn anh em ạ. Con này có đèn, còn con này vừa xong nó thông báo lên. Lúc ngon lúc dở nhờ. Tắt nguồn đi mà nhắn tin được thì cũng là ngon mà, có kém đâu. Và anh em có thể thấy là mình cũng không có làm một cái thủ thuật gì cả, cứ để nguyên thôi, dùng bình thường thôi. Thế là kể cả những cái con máy xách tay hay là chính hãng ấy, có thông báo tốt hay không là tùy từng máy. Mình sẽ thử một cuộc gọi Messenger. Chiếc Legion tự dưng sầm nguồn không khởi động lại. Khó hiểu thật sự anh em ơi. Rất là vô lý đúng không anh em. Đang gọi điện tự nhiên khởi động lại luôn. Bây giờ mình sẽ gọi sang.
Hai máy đều nhận luôn. Vừa xong thì mình đã test với Facebook và Messenger rồi. Bây giờ đến với Zalo này. Mình sẽ tắt cái Zalo, khóa màn hình. Có thông báo rồi nhá. Zoom có thông báo rồi. Hoàn toàn có thể cài đặt nó ra cái màn hình khóa. Ok. Gọi nhá. Đây, có luôn này. Bây giờ thì mình sẽ lại khởi động lại và gọi Zalo lại nhá. Ok, lên nguồn rồi. Nhắn tin Zalo luôn. Có thông báo rồi. Đó, đèn nháy mà. Vậy thì chứng tỏ là sẽ gọi điện ngon lành thôi. Bây giờ mình sẽ thử sang với con Legion nhé. Tắt đi. Tắt cái Zalo đi. Nhắn tin lại con Legion không thấy gì cả. Vào app xem nào. Đó, vào app mới thấy. Mình sẽ khóa màn hình lại này. Nhắn tin lại một lần nữa nhé. Thế thì mình có thể khẳng định là về thông báo thì con Rockfone nó sẽ tốt hơn con Legion i70 khá là nhiều. Dù sao thì Rockfone nó cũng có cái phiên bản bán ra quốc tế thì đương nhiên là nó cũng sẽ có cái phần nào đó nhỉnh hơn. Vào app mới thấy. Tin nhắn thì không báo đúng không? Mình sẽ gọi điện này, chắc là được. Cuộc gọi cũng không báo gì cả. Vào app thì mới có thông báo cuộc gọi đến. Ok, chiếc Legion thì có vẻ kém như thế đúng không? Mình sẽ thử khắc phục của nó nhé. Notification là bật hết lên rồi. Tất cả đều bật hết lên. Mình xóa hết đi và thử lại. Không báo gì cả. Gọi điện. Gọi cũng không nhận, phải vào máy. Phải vào tận ứng dụng thì mới được. Như thế này ấy, thì anh em chỉ còn một cái cách nữa là khóa ứng dụng lại. Còn đối với con Rockfone ấy thì ở ngoài này, ví dụ nhá, mình nhắn này. Đó, báo luôn rồi, ngon lành. Còn đây là sau khi mà mình đã khóa ứng dụng Zalo này. Đó, khóa thì nó sẽ không xóa đi được. Có thông báo luôn. Thế bây giờ thì mình khẳng định là chiếc Rockfone 6 nó sẽ có cái phần thông báo tốt hơn. Nhưng mình cũng lưu ý cho anh em, nếu mà Rockfone 6 bật X-Mode lên thì nó cũng sẽ không có thông báo đấy cho anh em đâu. Anh em có quan điểm gì về điện thoại xách tay mà thông báo vẫn ngon? Như con Rockfone 6 này cũng là điện thoại xách tay mà thông báo vẫn ngon đấy. Mình cũng đã đọc được bình luận của rất nhiều bạn. Và các bạn ấy cũng có cái kết luận là tùy vào máy, không cần phải chính hãng xách tay. Phải xem là nó chạy bản ROM gì và được tối ưu cho thông báo Zalo Messenger hay không thôi. Nếu mà anh em thấy video này hay thì mong hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.